xay chuối cho vịt ăn các bạn. Xay chuối này là tiết kiệm 50% thức ăn đó các bạn, rất là nhanh luôn. Vịt ăn chuối là lớn rất là nhanh luôn nha các bạn. Bây giờ mình chia sẻ cho các bạn pha chế thức ăn cho vịt ăn mau lớn, đạt hiệu quả cao. Này là chuối dành cho vịt con cỡ 20 ngày nha các bạn. Vịt con thì thức ăn nó sẽ nhiều hơn chuối 2k, rồi 2k8 nha các bạn. Này là vịt con 20 ngày nên ăn trọng lượng thức ăn nó cao hơn vịt bự. Cho nó bổ cho màu lớn nhiều lên. Này vịt con 20 ngày tuổi. Rồi đây là đang pha chế vịt bự nha các bạn. Cho ăn cám nhiều hơn, cám nhiều hơn vịt con 3k cám. Nuôi vịt rất là mau lớn luôn các bạn, hiệu quả cao nữa mà chi phí nó tiết kiệm 50%. Mình có máy xay á, mình xay rất là nhanh luôn các bạn, chứ không có như hồi xưa thì phải sắt chuối rất là cực khổ. Giờ mình bỏ vô máy xay trong vòng 15 phút là mình đã có cho mấy trăm vịt ăn rồi đó. Bây giờ nó đang để ăn đó các bạn. Cái này là vịt 45 ngày tuổi nha các bạn. Vịt 45 ngày tuổi thì nó đã mọc lông cánh rồi hết rồi nè. Còn ký mấy hết rồi. Mày cỡ ký mấy anh? Ký rưỡi đến ký 8. Con bự ký rưỡi, con nhỏ ký 8, ký 2 cũng có. Vịt trống rất là nhiều luôn nha các bạn. Nó rất là dày đòn. Cái giống này là siêu hòa lan. Siêu hòa lan nên nó dày lắm. Con này là ký 8. Các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chia sẻ cách cho vịt ăn á các bạn. Này nó kêu tiếng khắp khắp rồi các bạn. Này 45 ngày tuổi nè. Thank you.
tuổi nha các bạn. Nay mình tập cho nó ăn chuối ít ít thôi, mà thức ăn là nhiều, thức ăn nhiều hơn chuối. Nó to xương nha, là bắt đầu mình mới cho ăn như vậy. Dịch 15 ngày tuổi đó các bạn. Dịch này là 1 tuần nha các bạn. Rất là hơi cưng luôn. Tung tăng. Cỡ 15 ngày là mình tập cho nó ăn chuối nó nhuyễn luôn các bạn. Mình xay cho nhuyễn á, mình pha với thức ăn với cám. Tập cho nó ăn dần dần. Đến lúc từ 25 ngày trở lên thì các bạn cho ăn ăn thêm nhiều chuối dần nhiều lên. Dịch này là 17 ngày tuổi rồi. Dịch này mới bắt. Mất mang rồi. Cho ăn 3 củi thì dịch nó sẽ mau lớn hơn nha các bạn. Sáng, trưa, chiều. Đó, giờ này giấc trưa của nó đây. No, nó sẽ đi tắm đó các bạn. À, đi rất lừ á. À, giờ ăn no xong rồi giờ đi tắm đó các bạn. Rất là thoải mái luôn. Ơi. Mình nuôi vịt phải có cái ao hồ kế bên đừng cho nó tắm nha các bạn. Dịch cỡ 25 ngày tuổi mình mới thả ra cho tắm ra đây nha các bạn. Dịch con thì mình xây cái ao hồ cho nó tắm trong kia thôi. Còn dịch bự thì cho nó ra hồ bự.